Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhân đạo của Đài Phát Thanh và truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, nhận được sự quan tâm của các cấp ngành các doanh nghiệp cá nhân tham gia, tháng Nhân đạo năm 2019, các cấp hội chữ thập đỏ trong toàn tỉnh đã hỗ trợ cho trên 10,6 nghìn lượt người với tổng trị giá trên 2,2 tỷ đồng. Thời gian qua, hội chữ thập đỏ các cấp đã thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động lớn như cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, hiến máu nhân đạo, khám chữa bệnh nhân đạo. Chỉ tính riêng trong tháng nhân đạo năm nay, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã trợ giúp cho 10.678 đối tượng. Tổng giá trị hơn 2 tỷ 238 triệu đồng. Trong đó, xây sửa được 6 nhà chữ thập đỏ trị giá gần 170 triệu đồng. Khám chữa bệnh nhân đạo cho gần 4.400 đối tượng trị giá trên 600 triệu đồng. Tổ chức 4 đợt hiến máu tình nguyện thu được 1.693 đơn vị máu, Vừa qua, đội thiện nguyện An Xuân 10 và những người bạn huyện Khói Châu đã đến thăm tặng quà và nấu ăn miễn phí cho các đối tượng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Hưng Yên, đóng trên địa bàn xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi. Gần 40 tình nguyện viên, nhà họ tâm chung tay ủng hộ số tiền 33,5 triệu đồng để nấu 103 suất ăn trưa, tặng 103 suất quà gồm sữa, bánh mì và hai máy làm mát cho các đối tượng như người khuyết tật, trả bồ côi, người già neo đơn, tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh. Mặc dù chỉ là những món quà nhỏ, nhưng tình cảm và tấm lòng của đội thiện nguyện đã mang lại niềm vui, ý nghĩa, tiếp thêm nghị lực cho những người kém may mắn vươn lên trong cuộc sống. Nhằm tạo sân chơi bổ ích lý thú, hùn đúc tình cảm nhân cách tốt đẹp trong tâm hồn con trẻ. Trong những ngày hè, Hội chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình Học kỳ nhân ái năm 2019 cho 65 thanh thiếu niên, độ tuổi từ 9 đến 15 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh tại bể bơi thành phố hương yên các cán bộ hội chữ thập đỏ tỉnh trực tiếp hướng dẫn các em kỹ năng sơ cấp cứu và phòng chống đuối nước giúp các em xử lý những tình huống nguy hiểm để có thể tự cứu mình và hỗ trợ người khác trong các trường hợp khẩn cấp hay các em được cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh hướng dẫn và thực hành phương pháp xử lý tình huống khi xảy ra hỏa hoạn cách sử dụng bình chữa cháy trong trường hợp cháy xăng dầu sự cố bình ga đây chỉ là hai trong số rất nhiều kỹ năng mà các em được học. Xen kẽ giữa thời gian học các kỹ năng, học sinh tham gia chương trình được trải nghiệm vui nhộn như múa hát, lễ hội té nước, tham quan khu di tích Hoàng thành Thăng Long, bảo tàng lịch sử quân đội Việt Nam, thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh sau khi em tham gia lớp học kế nhân ái, em đã học được rất nhiều điều bổ ích như là giúp em biết tự chăm sóc, bảo vệ bản thân, giúp em biết sống hướng thiện, biết ra cảm thông chia sẻ với những người có hoàn cảnh kém may mắn hơn trong cộng đồng và giúp em tự tin trong khi giao tiếp với mọi người và mạnh dạn hơn khi tham gia các hoạt động xã hội. ạ. Có thể thấy qua nội dung chương trình học, ban tổ chức đã đề ra những bài dạy hợp lý, đi sát với cuộc sống thực tế, đã mang đến những xúc cảm, những giá trị sống về tình yêu thương, cho con trẻ từ những điều đơn giản gần gũi nhất để từ đó nuôi dưỡng, phát triển hạt mầm yêu thương trong tâm hồn các em. Chúng tôi tổ chức cái chương trình học kỳ nhân ái thì nhằm tuyên truyền sâu rộng các cái giá trị nhân đạo, và nâng cao cái nhận thức, khơi dậy cái lòng nhân ái, ý thức trách nhiệm và hành động thực tiễn của thanh thiếu niên đối với công tác nhân đạo, nên đồng thời tạo một cái sân chơi mới giúp các em có một mùa hè bổ ích. Mong rằng khi trở về với gia đình, các em sẽ có thêm nhiều cơ hội để áp dụng những kiến thức bổ ích khi tham gia chương trình vào thực tế cuộc sống. Chúc các em có một mùa hè vui tươi lý thú. Có vấn đề về thần kinh, không đủ khả năng lao động, một mình nuôi con khiến cho cuộc sống của gia đình ngày càng chật vật. Đó là hoàn cảnh éo le của gia đình chị Lê Thị Thanh, sinh năm 1975 ở phường Minh Khai, thành phố Hương Yên không may mắn như bao anh chị em trong gia đình. Từ khi còn nhỏ, chị Thanh có biểu hiện bất thường của người bị tâm thần. Gia đình đưa chị đi khám, bác sĩ kết luận chị Thanh bị mắc chứng bệnh thần kinh không ổn định. Cứ ngỡ hạnh phúc chẳng bao giờ đến với chị, nhưng năm 2004, chị vui mừng đón nhận một người con trai. Do hoàn cảnh khó khăn nên mẹ con chị sống trong căn nhà dựng tạm rộng khoảng 10 mét vuông, lộp sụp, rách nát, bên trong không có gì quý giá. Tuy đầu óc không được bình thường, nhưng vì yêu con, người mẹ tâm thần hàng ngày vẫn lang thang, xin ăn để có tiền chăm sóc cho con. Nhưng hiện giờ, do bệnh của chị ngày càng nặng, nên ý thức của chị mất đi không còn khả năng chăm lo cho con nữa. Gia đình chị đang rất khó khăn, rất mong các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ. Mọi giúp đỡ xin gửi về địa chỉ Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên, điện thoại 0363 089 089 hoặc chị Phạm Thị Hiền, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, điện thoại 0971 306 649. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục nhân đảo của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.